xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của công ty Uli Việt. Hôm nay mình xin chia sẻ các bạn về cái kinh nghiệm về đảo lốp. Vậy thì đảo lốp là gì? Thì cái việc đảo lốp cũng là một phần rất quan trọng khi chúng ta cái xe của chúng ta tham gia giao thông trên đường nhiều. Cái việc quả lốp chúng ta khi chúng ta tham gia giao thông thì thường thường là quả lốp sẽ không bao giờ có một cái độ mòn đều giống nhau được. Thì ví dụ các bạn nhìn đây, thường thường trên quả lốp này thì đang bị mòn ở phần vẹt bên này rất là nhiều. Có những cái xe thì bị mòn ở phần hai vai, có những xe thì lại mòn ở sống giữa. Đó, thì tùy theo chúng ta khi chúng ta đi thì có những xe thì do cân chỉnh cái độ trụm bị sai này, góc đặt bánh xe sai này, hoặc là do chúng ta để lốp quá lon hoặc là quá căng thì cái độ mòn nó sẽ khác nhau. Cái việc đảo lốp thường xuyên sẽ giúp cho chúng ta về cái độ an toàn khi chúng ta tham gia giao thông trên đường, để giúp chúng ta có cái bốn quả lốp nó có độ mòn đều nhau. Tuy nhiên là cái việc đảo lốp như này không giúp chúng ta về cái tiết kiệm về chi phí về thay lốp, mà sẽ giúp chúng ta là có thể là thay cùng một lúc bốn quả lốp cùng nhau và nó sẽ độ mòn nó sẽ đều nhau hơn. Đó, thì cái việc đảo lốp nó rất là quan trọng. Còn cách đảo lốp như thế nào thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái quy trình về đảo lốp. Về cái nguyên tắc đảo lốp thì sẽ có cái ba nguyên tắc đảo lốp cố định thì các bạn cần phải lưu ý. Một là dòng lốp đối xứng dẫn động máy trước, hai là dòng lốp đối xứng dẫn động máy sau, ba là dòng lốp bất đối xứng quy định chiều quay. Thì đầu tiên là cái dòng lốp đối xứng dẫn động máy trước. Lốp đối xứng dẫn động máy trước là gì? Dẫn động máy trước là cái dòng xe nó dẫn động trực tiếp, chuyển động trực tiếp là lực kéo từ bánh trước. Các chuyên gia đã khuyến cáo là các bạn nên đảo lốp bên trái sau lên bên phải trước, từ bên trái trước đảo sang bên phải sau. Tuy nhiên là các bạn có thể đảo chiều nào cũng được. Cái lốp đối xứng thiết kế của phần hoa lốp có thể chúng ta có lắp chiều nào cũng được. Hoa lốp nó có thể là lắp so le vào nhau, có thể lắp chéo vào nhau. Đó. Cái thứ hai là gì? Cái lốp đối xứng dẫn động máy sau thì nguyên tắc là lốp cũng như lốp đối xứng dẫn động máy trước. Nhưng các bạn lưu ý là khi cái quá trình đảo lốp chúng ta, nếu mà dẫn động máy sau thì chúng ta phải lắp lốp mới ra bên sau. Nếu dẫn động máy trước thì chúng ta phải lắp lốp mới ra bánh trước. Và đối với những dòng xe dẫn động máy trước hoặc bánh sau, tại sao mà chúng ta cần phải lắp cái lốp mới ra cái bánh trước cho dẫn động trước, hoặc là lắp lốp mới ra sau cho dẫn động sau? Tại vì khi cái lốp dẫn động bánh trước hoặc bánh sau, bị dẫn động bánh sau thì lúc đó là cái phần chuyển động của xe, cái lực kéo của xe là phải dẫn động từ bánh sau trước. Đó, thì chúng ta cần lắp những cái lốp mới ra bánh sau. Bánh sau nó sẽ là cái chuyển động đầu tiên, cái ma sát ở bánh sau là cái phần lớn nhất. Thì chúng ta cần là gì, cái độ ma sát lớn nhất ở bánh sau để cái lực kéo nó không bị trượt. Đó, thì chúng ta cần lưu ý là lắp lốp và đảo lốp đúng theo nguyên tắc thì cái phần dẫn động của xe và cái độ an toàn của xe nó sẽ cao hơn. Cái trường hợp thứ ba là dòng lốp bất đối xứng quy định chiều quay. Thì cái dòng lốp này là một dòng lốp rất đặc biệt, thường thường sẽ được lắp trên những cái dòng xe sang hoặc những dòng xe đua, hoặc là lắp cho những dòng xe địa hình chạy những khu vực đường phức tạp. Đó, thì cái lốp trong cái phần lốp bất đối xứng quy định chiều quay này là sẽ phân ra thành ba cái phần hoa lốp khác nhau. Đầu tiên là cái phần lốp bất đối xứng. Trên bản thân cái lốp bất đối xứng này, các bạn nhìn vào cái lốp bạn sẽ thấy ngay giữa phần mặt bên trong và mặt bên ngoài nó sẽ phân ra thành hai cái khác nhau hoàn toàn. Cái phần mặt bên ngoài là phần có trách nhiệm bám đường tốt hơn, còn bên trong nó sẽ có cái trách nhiệm là thoát nhiệt này, thoát nước này, và phần thoát khí trên bề mặt. Thì cái phần lốp này thì thường thường thì các bạn có thể đảo từ bánh trước sang bánh sau được. Đó, cái phần lốp thứ hai là dòng lốp quy định chiều quay. Thì trên cái bản thân của lốp này các bạn nhìn thấy ngay giữa cái phần mép trong và mép ngoài là nó có cái chiều quay cố định giống như cái chữ V, nó sẽ xếp thành chữ V theo chiều quay của bánh xe, thì các bạn có thể đảo từ bánh trước sang bánh sau được. Cái dòng lốp thứ ba là dòng lốp bất đối xứng quy định chiều quay, nó sẽ kết hợp của hai cái dòng hoa lốp trước mình vừa nói kết hợp với quả lốp này. Thì cái quả lốp này là thường quả lốp nó rất là đặc biệt, thường thì các bạn sẽ không thể nào các bạn đảo lốp được. Đó, thì thường thường nó sẽ là các bạn dùng đến lúc mòn là chúng ta sẽ phải thay luôn. Thì vừa rồi mình vừa chia sẻ với các bạn về kinh nghiệm đảo lốp của từng cái dòng lốp, từng cái hoa lốp khác nhau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Các bạn hãy ủng hộ công ty bằng cách ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận những thông báo mới nhất mỗi khi công ty mình có những clip mới lên sóng. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.